Dạ, giờ chưa thấy mấy này tới nữa. Bây giờ mình đang ở quán nhà Khang các bạn. Ối đủ. Hey, what's up man? Oh. Rồi, ok, ok, ok. Rồi, rồi. Ok các bạn, anh em chúng tôi đang trên đường đi đến bến xe ha. Đây là ngày 31 tháng 12. Mọi người chúng ta đi coi có bông của mình, đông bông. Sao mà dễ mặt đâu hoài anh? Hello, yo, what's up? Tủ đâu, tủ đâu? Hey. Mình đang có mặt tại phố Buôn Mỹ Thuột. Thấy người ta rất là lạnh. Còn áo mình rất là nhiều lỗ. Chết mẹ, sao tối thui vậy anh em? Chết mẹ, tối thui rồi. Còn có lạnh bị liếu lưỡi hả? Ê chưa. Rồi cái mà mẹ má rồi bóp đúng lúc gió hỏi. Mẹ mẹ đẩy từ dưới lên rồi. Chưa ra mà. Biro biro đĩ mẹ. Tôi đủ. Để nó làm thôi. Mới vừa xuống là vừa có gì vừa hả? Hả? Nhảy.
Ừ, hợp lý, hợp lý. Rồi, ok, quất đi. Quất cái nữa đi. Mình mạnh chút. Ôi. Ê, cái lâu mà. Rồi, 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 rồi. Dừng đi anh em ơi. Má chóng mặt quá. Homestay của mình thì hôm nay tụi mình sẽ tổ chức sinh nhật, một cái tiệc sinh nhật cho Nghĩa và Tính, và đồng thời á là tụi mình cũng tính là sẽ một cái kỷ niệm gì đó cho cái đám tụi mình chơi chung. Đây là cái xe mà tụi mình đang ở, em ơi, rất là ghê mấy bạn. Đây nè, đây là một cái món quà mà tụi mình làm cho tụi nó. À, ok, ok. À, tụi nó đang ở trong homestay. Bây giờ hãy đợi chờ nó. Không biết chừng nào nó ra. Nhưng mà thôi, ráng ngồi chờ em đi. À, sương xuống khá là nhiều ha. Ở đằng trước nè. Xe, nó có sương không? Ok, mình sẽ chờ em đi. Tụi ra, không biết chừng nào ra nữa. Lâu vậy chứ. Tụi nó đang ở xa tốt kìa. Không biết mọi người thấy không nữa, nhưng mà tụi em bên kia kìa. Đúng. Rất là ồn ào, mấy quỷ gì rất là ồn ào nha. Trời ơi, mình chờ nửa tiếng rồi mọi người. Rất là trễ luôn rồi. Giữa cái xe rất là lạnh, lạnh vãi đái, xương nè. Mọi người ơi, đang xuống rất là xa. Không, từ đây tới đó chắc 30m, 20m. Ừ. Đây em phía bên đó đó. Đây chỗ mấy tấm đấm điện kìa. Thôi, tụi đây đang tới á. Mấy thằng lồn. Biết ai chết mẹ rồi. Đây 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 đây. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ờ, cái này là dành cho Tính và Nghĩa nha. Và dành cho tuổi 19 lên 20 của tụi mình. Đây đây đây, thêm flash. Đây. Lũ nhìn ra chiều. Đây. Đây, này là dành dành cho hai đứa tụi bay và dành cái tuổi từ 19 lên 20 của tụi mình ha. Ê, sáng chưa? Cũng lâu rồi, có chuyến đi này không? Rồi, okay. Tính rồi. Có phát biểu gì? Nghe rồi, nghe chứ đi. Nói chung là tao cũng đéo biết tại sao. Nói rồi tao cũng đéo biết tại sao tao lại phải ra đây á. Nói chung là cũng khá bất ngờ. Vui, đồng ý, cảm ơn anh em. Rồi, rồi anh em. Rồi, rồi. Ok, tao chỉ có một điều ước duy nhất thôi ba. Đi thì giờ chọn bạn, rồi về thì còn nguyên nha. Ok, hỏi. Rồi, 1, 2, 3. Ok. Ăn má sinh nhật và uống rượu cần. Đấy.
Bây giờ là 8 giờ. Tụi mình đang làm gì vậy? Mình đang đứng nói chuyện chờ xe. Rồi đây 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 đây. Đây đây đây. Đây một. Đi cất xe lên. Đi mẹ. Lên.